Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 3 mới, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 14: Cuộc họp của chữ viết, trang 64. Đây là nội dung của bài học. Bây giờ chúng mình luyện đọc cùng với cô Lan. Cuộc họp của chữ viết. Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại học bác chữ a dõng dạc mở đầu thưa các bạn hôm nay chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em hoàng hoàng hoàn toàn không biết dấu chấm câu không biết chấm câu có đoạn văn em viết thế này chú lính bước vào đầu chú đội chiếc mũ sắt dưới chân đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi có tiếng xì xào thế nghĩa là thế này chú lính bước vào đầu chú đội chiếc mũ sắt dưới chân đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi tiếng cười rộ lên dấu chấm nói theo tôi tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý. Đến dấu câu, mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy. Cả mấy dấu câu đều lắc đầu. Ẩu thế nhỉ? Bác chữ A đề nghị. Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh dấu chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại nội dung câu văn một lần nữa đã được không nào? Phỏng theo Trần Ninh Hồ Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện viết lại bài đọc cho lưu loát. Khi đọc lưu loát rồi thì chúng mình sẽ bấm tiếp theo. Bây giờ chúng mình luyện đọc bài theo mẫu chữ viết. Cuộc họp của chữ viết vừa tan học các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác chữ A dõng dạc mở đầu. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này. Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày ra trên chán lấm tấm mồ hôi có tiếng xì xào thế nghĩa là thế này chú lính bước vào đầu chú đội chiếc mũ sắt dưới chân đi đôi giày ra trên trán lấm tấm mồ hôi tiếng cười rộ lên dấu chấm nói theo tôi tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy. Cả mấy dấu câu đều lắc đầu. Ẩu thế nhỉ? Bác chữ A đề nghị. Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu. Anh dấu chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại nội dung câu văn một lần nữa đã được không nào? Phỏng theo Trần Ninh Hồ. Chúng mình vừa luyện đọc bài theo mẫu chữ viết. Bây giờ chúng mình cùng nhau luyện viết bài vào vở ô ly. Lùi vào một ô viết thứ ngày tháng. Lùi vào bốn ô viết tiếng Việt. Lùi vào bốn ô viết tên bài cuộc họp của chữ viết sau đó lùi vào một ô chúng mình viết bài vừa tan học các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp bác chữ a dõng dạc mở đầu thưa các bạn hôm nay chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em hoàng hoàng hoàn toàn không biết chấm câu có đoạn văn em viết thế này Chú lính bước vào đầu chú, đội chiếc mũ sắt dưới chân, đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện viết. Viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Có tiếng xì xào. Thế nghĩa là thế này. Chú lính bước vào, đầu chú đội chiếc mũ sắt dưới chân đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi tiếng cười rộ lên dấu chấm nói theo tôi tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu mỏi tay chỗ nào cậu ta chấm chỗ ấy cả mấy dấu câu đều lắc đầu ẩu thế nhỉ chúng mình bấm dừng video để chúng mình viết Viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bác chữ A đề nghị từ nay mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh dấu chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại nội dung câu văn một lần nữa đã. Được không nào? Phỏng theo Trần Ninh Hồ. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình viết Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan để nhận được thêm nhiều video nữa của cô. Các bạn có thể bấm vào trang YouTube Cô Lan Hải Bối, bấm vào danh sách phát, chọn bộ video mà chúng mình muốn xem để được xem đầy đủ các bài được sắp xếp theo hệ thống kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại.